Có nhận quà chưa? Nghe nói còn có quà nữa mà. Bốc quà chưa? Rồi. Vậy là sắp đến ngày 14 tháng 2. Ngày 14 tháng 2 là ngày gì? Là ngày lễ tình nhân đó các bạn. Vậy các bạn đã có kế hoạch mua sắm quà gì để tặng cho người thân chưa? Hãy cùng mình đi mua một món quà để tặng cho người thân nhé. Yeah. Vậy là hiện tại mình đang ở một cái địa điểm. Đó là một cái shop nước hoa. Mà chủ nhân của cái shop nước hoa thì các bạn biết là ai không? Đây, chủ nhân của shop nước hoa chính là cậu Ba Duy. Cậu Ba Duy khét tiếng trong bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa, nổi đình nổi đám thời gian qua nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhé. Đây là shop nha. Rất là nhiều loại nước hoa nhé các bạn. Nước hoa chính hãng. Đây là nhãn hiệu nha các bạn. Ngày lễ tình nhân này thì các bạn mà muốn tặng cho người yêu, bà xã hay là những người mẹ thì nước hoa là một trong những cái món quà rất là ý nghĩa. Đa dạng các loại chủng loại nước hoa nhé. Cái bên khu này là nước hoa nữ phải không? À, bên đây là nước hoa nữ nha các bạn. Đây là
Còn bên đây là các cái loại nước hoa nam. Còn đây là các loại mỹ phẩm, sữa tắm rồi dưỡng da đồ phải không anh hả? Sữa tắm rồi dưỡng da. Không, anh Đạt thấy anh ít quảng cáo lắm, Facebook anh còn có mà. Đây là các loại nước hoa cũng của nam và nữ luôn. Cái này mình đang có chương trình mới, serum mụn, kem mụn. À. Đây sản phẩm mới. Đây là bộ sản phẩm mới, serum mụn. Mà serum là các bạn biết rồi đúng không? Cái này là trị mụn nè. Rất là nhiều loại, cái gì vào đây thì các bạn cũng có thể có nha. Còn đây là tinh dầu. Tinh dầu này là để dùng để xông phòng khách, rồi xông bếp, xông xe hơi luôn. Và xông xe hơi luôn nha các bạn. Rồi bây giờ là quan trọng nhất là mình phải gặp chủ shop nha. Đây là chị chủ shop. Xin chào mọi người. Xin chào. À, đây là anh chủ shop nha. Chào mọi người. Đây là cửa hàng của serum charm độc quyền chủ trương Cao Minh Đạt. Hôm nay là cảm ơn anh chị tới đây mua hàng. Đây là cũng vô tình được dịp là anh chị quay cái clip. Anh dễ thương quá, anh còn quay clip để mà cho vợ chồng Đạt với Trúc nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, trời ơi. Này các bạn nha, anh Đạt bây giờ đang hot trong bộ phim Vô Bánh Mì nha. mới là cậu Ba Duy khét tiếng trong bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa xong. Thì bây giờ là Vô Bánh Mì nha. Thì cũng sẵn em cũng muốn chia sẻ với mọi người là sắp dịp Valentine sắp tới đó, thì mình sẽ có những cái phần quà. Ở đây là mình mua hàng cũng sẽ được gói quà luôn. Thì sắp Valentine rồi, dành tặng cho những người yêu thương nhất, những người kề cạnh bên mình. Ai mà chưa có người yêu thì tìm người yêu để tặng. Ai có người yêu rồi thì nhớ là phải tặng cho người yêu mình nha. Đúng rồi. Nam nữ đều tặng cho nhau nha. Còn vợ chồng thì cũng tặng cho nhau để nhân ngày kỷ niệm Valentine để lại một cái. Có thể tặng cho mẹ cũng được. Ấn tượng gì đó. Cho người thương nhớ, người yêu thương của mình. Rất mong là nhận được sự ủng hộ của cả nhà mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Ô sao bây giờ? Ủa nhận quà chưa? Nghe nó còn có quà nữa mà. Bốc quà chưa? Đây. Quà của chị là cái son. Rồi. Những cái phần quà này mình tặng rất là ý nghĩa luôn. Khi mà xịt hương thơm lên trên người là sẽ nhớ tới người tặng nè. Sẽ nhớ tới người tặng. Nói chung nước hoa là một trong những cái món quà mà mọi người rất là thích. Đó. Xịt xong thì đi đâu cũng nhớ hết á. Đi là nhớ cái mùi hương đó thôi. Xịt nhiều hơn. Vậy là anh chị là đã chuẩn bị Valentine trước rồi nè. Anh là chị mua cho anh nè. Anh mua cho chị nè. Hai vợ chồng. Rồi. Rồi đã có hết rồi. Rồi cảm ơn hai anh chị chủ shop nhiều. Cảm ơn anh chị. Bye bye. Và đây là món quà mình đã mua được. Nếu các bạn có nhu cầu về mua nước hoa để tặng cho người thân thì nhớ ghé ủng hộ shop của anh Cao Minh Đạt nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở các video sau. Nếu thấy hay
thì các bạn hãy like, share và đăng ký ủng hộ kênh mình. Xin cảm ơn rất nhiều.